cái khoảng cách để cho mà cái niềm tin mà gặp nhau trên mạng 4.0, trên TikTok hoặc là mạng cộng đồng, nó chỉ là một cái nút nhấn thôi, một cái nút nhấn trong bàn phím thôi. Nhưng còn cái mà để hiểu nhau, để đến được với nhau trong cái các mối quan hệ tình cảm, tình yêu hay là mối quan hệ bạn bè trên cuộc sống, để gặp nhau, để ra cái thực tế ngồi, thì nó là một quá trình, một quá trình đấy. Thành thử là nhiều bạn hỏi chú Hiền, anh Hiền ơi, bây giờ trên TikTok là mình chơi như thế mình sẽ có bạn tốt hay bạn xấu, cái chuyện đó ngay cả chú Hiền, anh Hiền đây còn chưa biết là mình có gặp được bạn tốt hay bạn xấu, chỉ biết rằng những cái gì hiện tại của họ đang tốt với mình, đối xử tốt với mình trên mạng thì mình cho là tốt. Còn nếu như khi va chạm, khi tiếp xúc thì chúng ta cứ kiểu giống như là mình cứ gọi là ở đâu sau đó, ăn cái nào rào cái đó, không có chú trọng cái quá trình mà cứ nhìn cái kết quả mang lại thôi. Đó là cái giá trị mà chúng ta cho và nhận cho nhau trên mạng 4.0. Còn cái chuyện mà để mà đánh giá đâu ra đâu được mắt thế nào thì Hiền cũng nói thật với các bạn và các cháu, các em thì xin thưa điều đó không thể được. Ok nha, chắc chắn là không thể được. Chúng ta có những mối quan hệ tình bạn mà, có cả tình yêu và trong cuộc sống mà, có những lúc chúng ta lại đối xử nhau ngọt ngào cạnh đạo, nhưng có những lúc chúng ta mẹ đối xử nhau rồi cuối cùng đủ thứ, nó cũng không có bờ rộ ra bờ rào, đủ thứ chuyện lắm, thành ra không có nên nói được nha. Chính xác, cứ biết đâu thì biết đó đi nha. Cái chắc chắn là cái đó là cái dĩ nhiên. Còn bạn nào mà dùng cái từ nhẹ dạ cả tin thì đến một lúc đụng chuyện thì cũng có nhiều cái nỗi buồn mà ráng lặng thinh mà chịu đi, chứ bây giờ có lên mạng kêu ca cũng do mình thôi. Bị những cái mối quan hệ lừa bà đảo qua mạng, hoặc là bị những cái này cái kia qua mạng, thì do cái niềm tin của mình nhẹ dạ cả tin. Mình nên tin một cái gì đó nó hợp lý hợp tình, cô lý hợp pháp, hợp lý hợp tình, đúng đủ điều, và phải cái gì nói cái xác với cái chứng đâu đó, phải có cơ sở. Cơ quan chức năng người ta cũng cảnh báo cho mình những cái mối tìm ẩn khi lên mạng chơi, lướt trên mạng 4.0, và những cái rủi ro. Nhà nước, cơ quan chức năng, pháp luật cũng đã khuyến cáo, đúng không? Thành ra chúng ta cũng, đó là do chúng ta có tự chịu trách nhiệm về cái mọi cái quyết định trong các mối quan hệ, trong mọi cuộc chơi trên mạng 4.0 của chúng ta, chứ không có hỏi ai hết, mà cũng đổi thừa ai hết. Ok nha.